Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. À, ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay. Đây là vườn cây của anh Nam Đức, địa chỉ là Tiên Phước, Bình Định. Thì hôm nay Thanh Phú lại đến. Thanh Phú chia sẻ gửi đến quý vị vài tác phẩm tại vườn cây của anh Năm, gửi đến quý vị toàn thể anh chị em xem, cùng chiêm ngưỡng và giao lưu. Thì trước khi quay, Thành Phú cũng có đo sẵn kích thước để tiện thể gửi đến quý vị toàn thể anh chị em cùng tham khảo và xem ngắm để dễ giao lưu với nhà vườn. Rồi, một tác phẩm đầu tiên, một cây lộc vừng bonsai. Và tác phẩm lộc vừng có kích thước chiều cao là 80, tính từ mặt chậu. Bộ tán là 1m1, hoành eo là 75, đo tổng hoành đế là 1m50 và đứng trên chiếc chậu là 50 x 70. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị cùng anh chị em mình xem ngắm. Hoành đế mà 1m50 mà chiều cao 80, tức là gốc cây quý vị. Lùng cây rất đẹp và bộ bông tán bên trên anh cũng xây dựng cũng ổn định và chi tiết. Vừa qua thì anh có xuống lá và cân chỉnh lại bộ tàn, nên là hôm nay cái lộc non nó trổ ra rất đẹp. Và tác phẩm này bên dưới anh có xây dựng thêm một cái con tử cho nó thích hợp, trang trí cho cái phần bệ gốc khá bắt mắt. Rồi, Thanh Phú mời quý anh chị em mình xem những cái cốt tay bên trên và cái nơi mà đốn thành bonsai thì nó cũng có dấu hiệu là nó kéo ra, nó liền bo lại sau một khoảng thời gian nữa quý vị. Rồi, một tác phẩm lộc vừng, nếu quý vị cùng anh chị em có quan tâm cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại Thanh Phú có gắn trên màn hình để liên hệ trao đổi giao lưu về giá. Rồi, tiếp theo trước màn hình quý vị là một tác phẩm hoa giấy sắc pháo, hoa giấy ta quý vị. Cây này thì nó khá nghệ thuật nhưng mà rất là già. Cái hoa giấy sắc pháo nó cũng rất đẹp quý vị. Nó rộ bông mà kín cả cây là tuyệt vời. Cây này khá nghệ thuật. Anh đã tạo tác ra một cái con mãnh thú. Và cây có kích thước chiều cao là 1m1, tính từ mặt chậu. Bộ tán là 1m2. Hoành đế đo sát chậu là 1m65. Và đứng trên chiếc chậu là 58 nhân cho 84. Tác phẩm hoa giấy này Thanh Phú nghĩ thì chắc giá nó cũng không không cao đâu quý vị. Quý vị cùng anh chị em mình quan tâm nên sở hữu về để trang trí cho không gian khu vườn của mình. Rực hoa rất đẹp quý vị. Đặc
biệt là nó có một cái độ già, cái chạy theo cái đường thân đi lên. À, nhìn cũng khá nghệ thuật và duyên dáng. Cái phần bệ đế nó kết rễ nổi. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em có quan tâm, cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình để giao lưu và sở hữu tác phẩm hoa giấy. Rồi, tiếp theo Thanh Phú gửi đến quý vị một tác phẩm xanh, xanh lá kim của Bình Định. Tác phẩm này cũng khá nghệ thuật và anh đã trang trí trên một cái tượng gọi là cá chép quá rồng. À, quá trình tạo tác cũng khá lâu nên những cái phần rễ đó quý vị nó đã bám vô cái tượng, và cái phần trên, cái phần bông tán bên trên đấy, tổng thể gì chi dâm trình và chi dâm cũng khá dày và có kích thước cây chiều cao là 1 mét, bộ tán là 80, đo hoành đế đo luôn cả cái tượng là 1m35 và chiếc chậu là chiều dài 65. Thì cái tác phẩm này trang trí cũng kín chậu quý vị. Nhìn nó cũng khá nghệ thuật và duyên dáng. Dòng mà lá bé, lá kim á quý vị. Cái đoạn kết bên trên này nó rất hay quý vị. Nhìn tổng thể những cái phần rễ nó đeo rít trên cái thân tượng khá bắt mắt quý vị. Tác phẩm này thì anh xây dựng chắc cũng khá lâu quý vị, tại vì Thanh Phú nhìn thấy những cái đòn tay, cái cốt tay và chi rắc vậy. Có quan tâm đến tác phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp để trao đổi giao lưu. Rồi, tiếp theo một tác phẩm lộc vân đang cho lộc quý vị. Đang bung những cái lộc non rất đẹp. Cái hiện tượng của cây là Thành Phú thấy nó có nổi những cái u cục giống như vú quý vị ở trên cái phần bên trên, thấy quý vị. Nuôi lâu thì nó cũng bút cây lại. Tác phẩm này mà buông bông nữa là tuyệt vời quý vị.
bung lọc non, cái lá nó già rồi là nó sẽ đổ bông, bởi vì cây mà già thì nó dễ cho bông. Và cây có kích thước chiều cao là 95, bộ tán là 1m, hoành eo là 60, hoành đế là 1m44, và Thanh Phú đo sát chậu. Và cái đường kính của chậu là 65, chậu tròn. Rồi, một tác phẩm lọc vần, nếu quý vị cùng anh chị em quan tâm thì cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp để trao đổi, giao lưu. Và tiếp theo, trước màn hình là một tác phẩm lọc vần, cây rất là quái và đang buông lọc và đổ bông. Rồi Thanh Phú hẹn quý vị lại clip sau, Thanh Phú sẽ chi tiết khi bông nó đổ dài xuống chút xíu nữa, Thanh Phú chi tiết quý vị xem. Và một tác phẩm si búp đỏ, tác phẩm này thì anh mới vừa lên chiếc chậu, rất đẹp quý vị, đó, trước màn hình quý vị. Cũng có thể là clip khác Thanh Phú chi tiết kỹ hơn về những cái tác phẩm mà Thanh Phú chia sẻ, gửi đến quý vị cùng xem, cùng tham khảo. Rồi, một tác phẩm chú quái Thanh Phú muốn chia sẻ, gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem, cùng ngắm và tham khảo, giao lưu nhà vườn. Đấy quý vị, cái dáng này nó giống như cái hình thú quý vị. Và cây có kích thước chiều cao là 1m05, bộ tán là 1m9, hoành eo là 1m70. Thanh Phú đo nó cũng khó đo quý vị. Và tổng hoành đế là 3m2, và đứng trên chiếc chậu là 1m1 nhân cho 1m85, khá to, nó thuộc hàng kích cẩu. Tác phẩm này có những cái sân vườn lớn, sân vườn rộng, là trang trí những cái nhà hàng, biệt thự, rất là thích hợp. Đặc biệt là tác phẩm này là anh đã nuôi khá lâu, nên cái phần chi râm bên trên đó quý vị, rất dày. Và dòng dúi này là lá nhỏ, tức là lá bé. Nhìn cái lá nó rất là đẹp. Và nó đang đổ trái, đổ bông đổ trái quý vị. Đấy, bông và trái. Để mà xây dựng một cái chi râm mà dày cỡ này là mất biết bao nhiêu thời gian quý vị, vài năm mới có được. Có một cái kiểu như cái tử trên lưng quý vị, để quý vị xem cái dạng chi râm nó dày, cái phần hậu đuôi nó cũng có.
Cái phần chủ bên trên nó chi râm nó còn hơi yếu chút xíu. Quý vị sở hữu thì nuôi thêm. Một thời gian nữa nó sẽ chì ra. Rồi, Thanh Phú mời quý vị xem cái phần cốt. Giống như nó kẹt vách đá quý vị, nó xẹp. Thân nó bò mà nó xẹp đó quý vị. Đó, một cái bản xẹp. Lá nó đẹp quá quý vị, nó đang đổ bông trái. Ồ, cái mặt sau này nó cũng quá đẹp quý vị. Rồi, qua chia sẻ kích thước cũng như thông số của cây, nếu quý vị cùng anh chị em có quan tâm cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp với nhà vườn để trao đổi giao lưu. Rồi, thời lượng thì cũng khá dài, Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại, hẹn lại quý vị những cuốn video tiếp theo. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận và bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Và nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em hãy tham gia hội viên trên kênh của Thanh Phú, có những cái quyền lợi chia sẻ những cái cây bonsai. Nói chung là rất nhiều thông tin về cây bonsai. Rồi, một lần nữa Thanh Phú xin chào quý vị.